Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Thì nay em chỉ có về được một lô hàng là đẩy RBL MBX300, 6 con hàng tồn kho cực kỳ mới cho các bác nào mình sưu tầm và chơi Tết nha. Và để phối ghép với những dòng loa JBL loa full RMX, những dòng R115, 215 vân vân, với những dòng loa Boss, loa BMB, Sequin Vega, thì những con đẩy JBL MBX300 này thì cực kỳ tuyệt vời. Công suất là 940W, giá nó là 10 triệu đã bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây ba lăng để kết nối xung vàng nha các bác. Bác nào mình chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200 ngàn là còn 9 triệu 8, các bác sẽ hữu được con một JBL MBX300 hàng tồn kho cực đẹp cho các bác nha. Về được 6 con và đây là một cái mẫu mà em đang để cái nắp để các bác có thể hình dung được là khi em nó hoàn thiện nắp thì đẩy vào thì nó như thế nào. Và những con trên là em đã mở nắp để que ruột gan để các bác cùng xem nha. Mới cực kỳ luôn nha các bác. Đối với em này các bác chơi một cặp full JBL 40 hoặc là một full 30 cộng thêm một full 25, hoặc là chơi hai cặp Boss 701, hai cặp Boss 601 vẫn vô tư nha các bác. Và những dòng 301 thì khỏi bàn rồi. Đây, con nào cũng là mới cứng cửa cho các bác nha. Rất là quý giá và về được những cái lô này rất là đẹp để phục vụ các bác nha. Hãy đi chơi. Đấy. Giá 10 triệu một con nha các bác, được tặng kèm một bộ dây ba lăng MBX300 940W. Chạy 24 sò. Đây. Đây các bác có thể hình dung được là nó như thế này khi mà mình lép cái nắp vào. Đây là con thứ nhất nha các bác. Tí em mở luôn bên trong để các bác cùng xem luôn. Và phía sau nó sẽ là dây nguồn và đường tín hiệu vào xéo ly và ba lăng luôn nha. Trạm loa, có thêm trạm loa mới tinh luôn nha. Mắt in USA nha các bác, mắt in USA nha. Những hàng Mỹ nồi, đúng chất hàng tù luôn. Giá 10 triệu nha các bác. Rồi sau đây em sẽ tháo ra và que tất cả các con để các bác cùng ngắm nghía những con đẩy rất là đẹp như thế này. Bác nào lấy thì liên hệ cho em chiến qua hai số điện thoại trên nha: 0978338114 hay là 0965770227. Thì bên em chuyên những sản phẩm hàng tuyển chọn kỹ lưỡng, từ những sản phẩm audio nghe nhạc cho đến những sản phẩm phục vụ karaoke. Vâng, và sau đây mời các bác cùng chiêm ngưỡng vĩ điệp. Thì con này em cũng đã đánh dấu từng số nha các bác. Đây là số 1 này, ở trên phía này số 6 này, hay là con số 1 đấy, con em vừa mới nắp. Tất cả những dòng đẩy RB hay là những dòng đẩy Mỹ thì cái tăng phô nó sẽ bôi một cái lớp keo mà vàng vàng tản nhiệt nha các bác, nhìn nó gớm gớm đó nha. Đấy, nó là vậy nha các bác, những tăng phô nồi của Mỹ nha. Các bác thấy này, đồ đẹp này, mới tinh, chạy 24 con, cực mới cho các bác nha. Con này con số 1 nha các bác. Đấy, con nào cũng đẹp như nhau hết. Đây, mặt tiền của em nó đây. Tiếp theo là con số 2, coi trước mặt tiền nha các bác. Đấy, 6 con này hàng tồn kho, đẹp tuyệt vời. Số 2 thay đồ mới đồ đẹp nha. Rồi tiếp theo đến con số 3, coi mặt tiền trước. Đấy các bác nha. Rồi là hoa hậu nha các bác. Con thứ 4, các bác muốn lấy con nào cũng được nha, tại vì nó đẹp như nhau hết, quá mới. Rồi đến con thứ 5, giá 10 triệu đã bao gồm phí ship, được tặng kèm một bộ dây ba lăng nha các bác. Rồi tiếp theo là con cuối cùng là con thứ 6. Rồi thì bác nào mình có yêu thích con nào thì liên hệ cho em chiến nhanh tay. Chỉ có lượt này con 6 con trong lô hàng tồn kho MBX300 của JBL, Made in USA, hàng Mỹ nồi. Thì các bác nào mình muốn sưu tập và chơi hàng xịn thì cứ liên hệ và em chiến, và nhớ theo dõi kênh và cách ấn vào nút đăng ký kênh ở góc phải màn hình là đã được cập nhật những video mới nhất và hàng ngày hàng giờ cho tất cả các bác. Và thứ hai là bác ấn vào nút đăng ký kênh là ủng hộ kênh rồi đấy. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thì em làm video giới thiệu lô 6 con MBX300 cặp bến hôm nay, quá là mới cho các bác nha. Giá là 10 triệu bao ship nha các bác, tặng kèm bộ da ba lăng.
Đấy, các bác nào mình có nhu cầu xem chứa những sản phẩm xịn trò thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên 0978338 14, và những sản phẩm này là xuất cho thị trường châu Âu nên nó điện 230V, các bác có thể chuyển cầu điện được nha, chuyển cầu điện bằng những rất dây này nha các bác, rất dây này, đây. Rất dây này chúng ta chuyển cầu được nha. Tại vì những dòng này là hãng JB thiết kế là từ 100V cho đến 240V nha. Nếu mà mình xuất cho thường trường Nhật thì họ sẽ chuyển những cái rất dây này qua điện 100V nha các bác. Đấy. Còn thị trường châu Âu là nó sẽ là 230V, là ở Việt Nam mình xài hãng điện châu Âu nha các bác. 220, 230, 240. Rồi, em Chiến dừng video và hẹn các bác ở video tiếp theo nha.